chi kiến giải thoát. Con người sống trong cuộc đời này thường hoạt động tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác. Nghiệp thiện hay nghiệp ác đều do thân, khẩu, ý của chúng ta. Vì thế, nghiệp gồm có ba thứ. Thứ nhất là thân nghiệp, thứ hai là khẩu nghiệp, thứ ba là ý nghiệp, thân, khẩu. Ý tạo ra ác nghiệp thì thân tâm chúng ta thường chịu quả khổ đau như bị bệnh tật, tai nạn, hoặc nghèo khổ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thường sống lang thang đầu đình, xó chợ, thường đi xin ăn thay chỗ đông người. Những người làm ác, cuộc sống thường xảy ra nhiều điều bất như ý, luôn luôn không thuận duyên. Họ thường sống trong nghịch cảnh, khiến cho họ phải chịu nhiều sự khổ đau liên tục. Do thân, khẩu, ý tạo ra nghiệp ác, nên họ sống với tâm trạng đau khổ, tánh tình luôn luôn hay giận hờn, có khi thương, có khi ghét, thường thay đổi nay về mai khác nhất là tâm trạng thường sợ hãi, lo lắng, buồn rầu vân vân. Cuộc sống của họ bất an như vậy. Thấy người như vậy, chúng ta cũng cần phải quán xét lại thân phận của mình, tức là suy tư về thân, tâm, hoàn cảnh và tất cả mọi sự việc, sự vật xảy ra chung quanh cuộc sống của chúng ta để xem xét đâu là những nguyên nhân mình đã tạo ra những sự khổ đau này và ai là người đã gây ra sự khổ cho chúng ta hay chính chúng ta đã tạo ra. Cũng giống như ngày xưa, tại núi Linh Thứ, khi ông Tu Bồ Đề mắc bệnh trầm trọng, ông liền suy tư, cái đau khổ của thân ta từ đâu sanh ra, từ đâu mà nó diệt, khi diệt nó sẽ đến chỗ nào. Nghĩ như vậy, ông liền đến chỗ vắng vẻ, trải tỏa cụ, ngồi kiết già, lưng thẳng, ý trơn tránh, chuyên một lòng suy tư về thân bệnh để cố tìm nguyên nhân và phương pháp để diệt trừ các sự đau khổ của bệnh tật. Khi tôn giả Tu Bồ Đề đang yên lặng suy tư để tìm nguyên nhân bệnh tật và phương pháp diệt trừ các đau khổ do thân bệnh của mình, thì thích để hoàn nhơn biết được tâm niệm ấy. Nên cùng người đệ tử của mình là ba giá thuần đến chỗ tôn giả Tu Bồ Đề để trợ lực, nhất là giúp ngài soi thấu được nghiệp thân và hướng dẫn ngài phương pháp sống 10 điều lành để diệt trừ bệnh tật. Thích đề hoàn nhân biết rất rõ, chỉ có phương pháp 10 điều lành mới cứu thân nghiệp khỏi bệnh tật và những tai nạn xảy ra mà con người phải gánh chịu vì thường là 10 điều ác. Cho nên vừa đến nơi thì ba giá tuần đã đọc bài kể trợ duyên, nghiệp lành thoát các phược, ở tại núi Linh Thứ, Ố, thường mắc bệnh cực trọng, không ưa các căn bệnh, trông dung nhan thượng tôn, đã thu được phước lớn, trông đức đâu hơn đây, kinh tăng nhất A à Hàm. Nghĩa của bài kệ này khiến cho người ta khó hiểu là ở danh từ phược. Phược có nghĩa là bệnh tật, tai nạn, mà câu kệ thứ nhất nói rất rõ nghiệp lành tức là làm 10 điều lành. Toàn nghĩa của câu kệ này là sống với 10 điều lành sẽ không còn bệnh tật hay tai nạn nào nữa cả. Ba giá Tuần đã nêu rõ, muốn thoát ra các bệnh tật, tai nạn thì phải sống trong 10 điều lành. Sống trong 10 điều lành thì bệnh tật, tai nạn sẽ được vượt qua tức là sống trong nhân quả lành thì chuyển tất cả bệnh tật, tai nạn sẽ không còn nữa. Bởi vậy, kinh 10 điều lành ra đời là giúp cho mọi người không còn bệnh tật nơi thân nữa, nhưng con người không đủ lòng tin với pháp môn này. Vì thế, loài người sống nuôi thân mạng bằng thân mạng của các loài chúng sinh, do đó, họ lúc nào cũng tạo ra các ác nghiệp giết hại và ăn thịt chúng SINH, săn bắn, chai lưới, câu tôm giết hại châu bò, heo dê, gà vịt, vân vân để lấy thịt làm thực phẩm ăn uống hàng ngày. Thật là vô minh, sống trong nhân quả ác làm sao tránh khỏi những tai nạn bệnh tật khổ đau, vì sống bằng sự khổ đau của chúng sinh thì làm sao tránh khỏi mọi sự khổ đau. Tại sao con người lại ưa thích ăn thịt chúng sinh? Nói ưa thích ăn thịt chúng sinh thì không đúng, mà nói con người sống bằng thói quen ăn thịt chúng sinh là không sai. Cho nên, khi không ăn thịt chúng sinh thì sinh ra thèm khát muốn ăn. Bởi huân tập thành một thói quen không phải trong một ngày hai ngày, mà trong nhiều ngày. Vì thế, một đứa bé mới sinh ra cha mẹ bắt đầu mớm cơm cho con ăn bằng thịt chúng sinh, cho nên đến khôn lớn thân tâm đã nhiễm thịt cá. Vì vậy, không có thịt cá thì ăn uống cảm thấy như không ngon miệng. Bởi vậy con người mới sinh ra đều hiền lành, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nhưng do những người lớn đi trước như ông bà, cha mẹ, anh chị sống trong 10 điều ác, nên khiến cho con cháu sau này dần dần chịu ảnh hưởng thành thói quen xấu ác mà không hay biết. Từ khi theo giáo pháp của Đức Phật mới hay biết mình đã bị nhiễm ô những điều xấu ác. Những điều xấu ác đó đã làm cho con người đau khổ từ đời này đến đời khác. Cho nên, khi theo Phật giáo tu tập là chúng ta diệt trừ thói quen xấu ác đó bằng cách tập sống với 10 điều lành. Khi tập sống với 10 điều lành như vậy, lâu ngày chúng ta trở thành thói quen tốt và hiền lành. Nhờ sống trong thói quen tốt hiền lành, mà lần lần con người sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả các loài chúng sinh khác nữa. Sự tu hành của Phật giáo rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thay đổi nếp sống xấu ác bằng nếp sống hiền lành. Khi nếp sống hiền lành đã được thực hiện thì mình sẽ được an vui, hạnh phúc, sống không còn khổ đau nữa. Một người sống đúng 10 điều lành thì không có bệnh tật hay tai nạn khổ đau nào tác động vào thân tâm họ được. 10 điều lành thật là một phép màu, giúp cho con người hoàn toàn thoát khổ. Cho nên, chúng ta phải quý trọng 10 điều lành này hơn tất cả những vật quý trong thế gian này. Chỉ có nó mới giúp chúng ta thoát khổ của kiếp làm người. Xưa, khổng tử, nhà hiền triết Trung Quốc dạy, làm người khó. Làm người khó, nhưng ngược lại, Đức Phật dạy 10 điều lành thì làm người không còn khó nữa, mà còn đem lại sự an vui và hạnh phúc cho mình, cho người. Nhưng điều quyết chắc chắn là con người sống với 10 điều lành thì thân tâm không còn bệnh tật khổ đau nữa. Thân tâm không bệnh tật khổ đau nữa như trên đã nói thì đó là đang sống trong cõi trời. Bởi vậy, cõi trời không ngoài 10 điều lành, nếu ai sống đúng 10 điều lành là đang sống trong cõi trời. Vì thế cõi trời không có ở đâu xa, mà cõi trời ở trong mười điều lành. Cho nên, cõi trời không lìa cõi thế gian. Bởi ai sống trong mười điều lành là đang sống an vui, hạnh phúc, còn ngược lại, ai sống không giữ gìn đúng mười điều lành là đang ở trong cảnh giới địa ngục. Cảnh giới địa ngục là mười điều ác. Như vậy, địa ngục không ngoài mười điều ác. Thiên đàng hay địa ngục không phải ở trên trời hay ở trong lòng đất. Mà ở trong lòng của mọi người Vì mọi người không biết Nên sống bằng máu, xương, thịt của chúng sinh Cho nên họ phải trả quả khổ đau Trả quả khổ đau không ai mang đến cho họ Mà do chính họ tạo ra nhân quả nghiệp ác Giết hại và ăn thịt chúng sinh Nên họ phải gạt lấy mọi sự khổ đau trong cuộc sống Dù họ có chạy trốn đằng trời nào thì cũng không tránh khỏi Trưởng lão thích thông lạc Trích sống 10 điều lành trang 19 đến 25, nhà xuất bản tôn giáo. Kính mời các anh chị và các bạn đón xem phần 3. 10 điều lành